Hello mọi người, hôm nay mình chỉ cho mọi người bài thuốc trị chức năng hiệu quả, thái đủ hiệu quả hết chức năng, trị tận gốc và nó ăn mòn được cái răng sâu mình luôn, mình khỏi cần đi nhổ luôn. Rồi mình sẽ có cái đu đủ ở đây, mình sẽ bẻ trái đu đủ cho mọi người. Trị chức năng đã. À, để trị chức năng. Đây là bác hai mình đang ấy đu đủ để mà ấy cho hết chiếc răng nha các bạn. Ủa trái này mũ quá trời luôn mẹ. Cái đó được á. Ừ, ngon nè. Bỏ vô răng luôn. Trái gì vậy nè các bạn? Ở luôn một cái răng nước rồi. Giờ trái ở luôn cái răng nước nữa. Chuyên nghiệp chứ. Ai ở yêu răng đó à? Đây là bác hai mình đang ấy đu đủ để mà chị nhức răng nha các bạn. Giờ làm lại cái nữa nào. Chị tắt lại. Mau quá vậy. Ừ. Không còn. Thế ngủ đu đủ. Bác hai mình đang ấy mũ đu đủ để cho hết bị nhức răng nha. Cái gì em? Vậy hả? Ngậm. Ngậm phút. Các bạn nhớ ngậm 5 phút nha. Chào tạm biệt các bạn.